Xin chào tất cả mọi người, là mình Quyên in Japan đây. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mua bảo hiểm bắt buộc của xe máy ở ngoài Komini nhá. Thì ở ngoài Komini thì mọi người có hai cách để mua. Thứ nhất, đầu tiên là mọi người ra ngoài đó, mọi người nhập thông tin của mình vào, sau đó là mua. Một cách nữa là mọi người có thể nhập thông tin ở ngoài qua trang web trước nhá. Sau đó là mang ra đó mọi người thanh toán sau thôi. Thì mọi người có thể mua ở ngoài Lawson hoặc là 7-Eleven. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người mua ở ngoài 7-Eleven nhá, tại vì 7-Eleven ở đâu mình thấy có. Với lại mình sẽ đăng ký trên web trước, sau đó là mình sẽ ra ngoài 7-Eleven mình thanh toán. Sau các bước làm như thế nào mình sẽ hướng dẫn tới mọi người nhé. Cái này thì mọi người có thể mua được từ 1 năm đến 5 năm nhé. 1 năm đến 5 năm, càng mua càng dài ấy, thì nó sẽ rẻ hơn. Thì thường mình thấy mọi người hay mua cái 2 năm ấy, thì mình hôm nay cũng sẽ mua cái này 2 năm cho mọi người xem nhé. Giá của nó sẽ là 8 sen, 850 yên cho 2 năm. Đó, cái này là bắt buộc mọi người nhé. Khi mà mọi người mua xe, mọi người bắt buộc phải mua cái này trước, sau đó mọi người mới được sử dụng xe của mình đi. Và nó khá là đơn giản thôi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cụ thể mọi người cách mọi người mua nhé. Mọi người nhớ là trước khi mà mình lên xe đi ấy, sau khi mua xe thì mọi người nhớ phải làm cái bước này cho mình nhé. Tiên thì mọi người chỉ cần mở cái điện thoại lên cho mình thôi. Và bây giờ mình sẽ vào mình hướng dẫn mọi người luôn. Thì mọi người vào trong Google cho mình, đánh cho mình 7-Eleven này, Baiku Jibaiseki Hoken Netto Yoyaku đi. Mình sẽ đăng ký qua net internet nhé. Rồi, thì mọi người kéo xuống, sau đó là tìm cho mình cái 7-Eleven này. Nhấn vào cái trang web này cho mình. Đó, nó sẽ có 4 bước nhá. Mọi người phải làm hết 4 bước này. Mình sẽ đi từng bước một cho mọi người xem. 1, 2, 3, 4 này. Cái bước đầu tiên thì mọi người kéo xuống dưới đi. Đấy, mọi người mua, nếu mà mua xe Gensuki ấy, dưới 50 hoặc là dưới 125. Đấy, mọi người tích vào cho mình hai phần. Còn ở phần phía dưới là 125 đến 250 nhá. Mọi người tích vào một trong hai ô cho mình. Đến cái thứ hai, ngày bắt đầu mọi người mua bảo hiểm, ngày từ vào ngày bao nhiêu đấy thì mọi người mua cho mình. Nhấn vào đây. Ví dụ của mình là mình sẽ mua ngày 2021 này, tháng 6, ngày 13 đi. Rồi bên dưới, tiếp dưới, đó là đến tỉnh nhá, tỉnh mà mình đăng ký ấy. Ví dụ mọi người ở Kyoto thì mọi người tìm vào Kyoto cho mình, tỉnh của mọi người đăng ký xe nhé. Đây thì mình sẽ tìm đến tỉnh của mình. Rồi xong, sau nhấn vào Suge no step đến cái bước tiếp theo nhé. Bước thứ hai của nó này. Đây mọi người có thể mua 1, 2, 3, 4, 5 năm. Mọi người tùy mọi người nhé. Nhu cầu của mọi người thì mình sẽ mua 2 năm đi. 8 sen, 850 yên. Rồi cái số thứ hai này là mọi người có biển số xe chưa nhá, number plate nhá. Có thì tích bên trên và chưa có thì tích ở bên dưới cho mình. Số 1 này mọi người tích ở bên trên là có biển rồi này. Bây giờ mọi người phải nhập thông tin biển số vào cho mình nhá. Đấy, nhập cho mình phần A, B, C. Phần A của nó là chỗ SIM mà mọi người đăng ký ấy, viết bằng katakana cho mình nhá. B là hiragana. À, là katakana nhé, nhớ cái này là katakana. Đấy, B hiragana có một chữ thôi đấy. Và phần C là phần số biển của mình ấy, số biển của mình ấy. Đây, tiếp theo là ban là sarai bango. Đây, mọi người mở cái giấy đăng ký ra nhé, tìm cho mình cái chữ này, cả chữ cả số ấy. Nhập nó vào, có dấu cách ở giữa đấy. Rồi, tiếp đến là tên, tên của mình đăng ký nhưng mà viết bằng katakana cho mình nhé. Viết cả cách ra. Rồi đến nhập cho mình số điện thoại đi. Rồi đến địa chỉ nhà mình nhá. Nhập cho mình mã bưu điện vào trước này. Sau đó nhấn kênh xác cứ bên cạnh. Và ra thì mọi người nhấn vào mình cho mình, tích vào cái phần địa chỉ đó, Kakute. Sau đó là viết nốt cho mình cái phần còn lại của địa chỉ nhá, bằng katakana. Số và katakana cho mình, viết nốt cho mình địa chỉ này, nó chỉ đến chỗ thôi. Rồi, tiếp bên dưới phần 4 này, My Page thì mình sẽ không đăng ký cái này đâu, bỏ qua bước này cũng được. Mọi người tích vào phần Toroku Shinai cho mình, không phải đăng ký cái ID của My Page của mình nữa. Rồi nhấn vào Suki no Step với. Mình đến bước thứ 3 rồi nhá. Là bước này là mình sẽ xác nhận lại nội dung mà mình vừa ghi thôi. Tất cả những nội dung mà mình vừa ghi, mọi người xem có cái gì sai không. Nhấn vào phần da cam cho mình. Rồi tiếp đến là bước thứ 4.
Mình đã hoàn thành đăng ký xong rồi nhá. Đây là bước thứ tư. Đây người ta thì mình sẽ phải ra ngoài cái cây à, mình sẽ phải ra ngoài cái máy photo của 7-Eleven ấy. Sau 30 phút thì mọi người có thể làm được bước tiếp theo nhá. Đây cái ID với cái mật khẩu của mình đây, tí sử dụng thì mình mọi người chụp ảnh lại cho mình cái màn hình này nhá. Chụp ảnh lại của nó. Thì mình sẽ sử dụng cái này để ra ngoài máy copy để làm. Đây, còn đây tất cả những cái thông tin của mình thôi. Thì các bước mà mọi người phải ra ngoài máy copy làm nhá. Đầu tiên là mọi người ra ngoài máy copy này. Sau đó là nhập cho mình cái ID với mật khẩu lúc nãy ấy. Tí mình sẽ làm hướng dẫn mọi người cụ thể sau. Nó sẽ ra một cái giấy để thanh toán. Thì mọi người mang cái này ra ngoài cho nhân viên thanh toán nhé. Bước 4 là thanh toán xong này. Nhận các giấy tờ của nhân viên. Sau đó là mọi người lại quay lại cái máy copy. Mọi người in ra cho mình cái giấy chứng nhận nữa. 5 bước mọi người chú ý nhé. Đây là những thứ mà mọi người cần phải lấy. Đầu tiên là cái sticker, là cái tem ấy. Cái tem nhỏ nhỏ để mọi người dán vào trên cái biển số. Và thứ hai là cái này là cái COD, là cái điều khoản ấy. Cái thứ ba là cái giấy chứng nhận này cuối cùng rồi nhá. Bây giờ mọi người phải lấy cho mình ba cái đó nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài Comini, xong rồi mình thanh toán và mình làm các bước, mình hướng dẫn tiếp mọi người các bước tiếp theo nhá. Nên mình đã ra đến máy copy của Seven đây. Mọi người tìm cho mình cái phần Hoken bên dưới này này. Đây Hoken này, Kuruma Bike thì tên xã. Nhấn vào đây cho mình nhá. Đây, nhấn vào phần bike của Zbike Skin Hoken này. Đây nó có một phần là dưới 125cc, 125 đến 250cc thì mọi người có thể mua ở đây nhé. Sẽ chuyển ra cái màn hình tiếp theo thì mọi người nhấn trên cho mình này. Phần bên trái cùng là bây giờ mình mới bắt đầu đăng ký thôi. Còn bên giữa này là có Hagaki này. Này là mình đăng ký qua internet ấy, thì mình sẽ phải nhấn vào đây nhé. Đây là các điều khoản của nó thì mọi người nhấn vào đôi sư tử cho mình. Thì người ta nói lại các bước mà mình phải làm này, là ra cái máy Marucci Copy này. Sau đó là bước 2 là nhập ID mật khẩu. Bước 3 nó sẽ ra một cái phiếu thanh toán. Mình sẽ phải mang ra ngoài PZ trên thanh toán này. Sau đó mình nhận hai cái này nhé, hai cái giấy này. Và cuối cùng, bước cuối cùng là mình sẽ phải quay lại cái máy copy để mình in. Mọi người nhấn vào OK cho mình. Mọi người nhập cho mình cái ID nãy mà mình bảo mọi người chụp lại màn hình nhé. Đây, cái ID mật khẩu của nó đây. Đây, nhập vào cho mình. Rồi, nhấn vào OK ở bên tay phải. Nhập cho mình cái mật khẩu nữa. Rồi, nhấn vào OK. Đây người ta bắt mình nhập lại một lần nữa này. Bên trái là 125cc trở xuống, bên phải là 125 đến 250. Mọi người mua mấy năm thì mọi người nhấn lại cho mình nhé. Ví dụ như mình mua 2 năm thì mình nhấn vào đây 8 sen 850 yên. Các thông tin mọi người kiểm tra lại cho mình một lần nhé. Đúng thông tin của mình vừa nhập hay không này. Rồi đúng rồi thì mọi người nhấn vào OK cho mình. Bây giờ nó sẽ ra một cái phiếu thanh toán, mọi người lấy cái phiếu này cho mình. Rồi đây là cái phiếu nó sẽ ra nhé. Mình sẽ mang cái này và tiền ra ngoài nhân viên thanh toán để mình thanh toán. ご注文内容の確認をお願いいたします。お金こちらに入れていただいていいですか。お支払い。現金を入れ終わりましたら、確認の上OKボタンを押してください。レシートをお受け取りください。お取り忘れにご注意ください。こちらお客様機械になります。こちらも
Thì mình đã quay lại cái máy copy. Mọi người chắc chắn là phải lấy cho mình một vào cái tờ này nhé. Đó là cái tập này này. Đó, cái thứ hai là cái tem. Cái tem này mọi người dán vào trong biển số xe cho mình. Bây giờ mình sẽ lấy cái tờ nãy ra này. Bên trong này nó có cái số. Đấy, cái số 2467 số này. Mọi người dùng cái số này cho mình nhé. Mình sẽ quay lại máy copy. Nhấn vào phần hộp kênh này. Rồi đã nhấn vào phần bài của device key hộp kênh. Thế bây giờ mọi người sẽ vào cái phần màu xanh xanh này cho mình nhé. Cái phần đối với khách hàng đã thanh toán tiền bảo hiểm rồi ấy, nhấn vào đây cho mình. Và nhập cho mình cái mã nãy vào. 7 chữ cái số này vào. Nhập vào đây. Rồi nhấn vào OK. Thế bây giờ nó sẽ in cho mình một cái tờ giấy. Lấy ra nhé, nhớ là phải lấy đủ 3 cái đấy cho mình nhé. Đây nó mới là giấy chứng nhận mà mình đã vào bảo hiểm đây. Đây chắc chắn mọi người phải cầm nó về cho mình nhé. Và để trong cốp xe của mình ấy. Đến đây thì mình xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào mọi người nhé.